Rồi tiếp theo combo số 8 là combo này hai cây kim ba xưa 350 một cặp. Rồi cái này cũng giống như là một trong những cây cuối cùng của cái tông này luôn nha quý vị, không có lấy về nữa nha. Tại những cái cây mà ông chú này ông làm á, mấy cái này chưa có gì vậy, ông cũng bán giá này luôn, tôi đâu có lấy được cái gì đâu. Này chủ yếu là nó già nua nha quý vị, đó già nua từ từ 4 năm trở lên, cái tông này từ 4 năm trở lên. Nó không bằng cái tông trước nhưng mà nó cũng già dữ lắm. Hai cây hả quý vị, rồi xuống luôn quý vị, 350 nha.